Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất hùng.com. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu quý hàng một căn nhà phố, một căn biệt thự phố nha. Nằm ngay đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, căn nhà phố rất đẹp. Khu này là khu biệt thự nha, khu biệt thự đồng bộ nằm ngay trên trục đường Quang Trung. Đường trước nhà của nó là đường 6m nha. Đường 6m xe hơi xe tải ra vào rất là thoải mái. Hai bên là nhà lầu và biệt thự phố san sát nhau nha, rất là đẹp. Nằm ngay trung tâm của quận Gò Vấp luôn, sát bên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Khu này rất là an ninh và yên tĩnh nha. Một khu nhà rất là đẹp. Ở đây thì toàn biệt thự vườn thôi, rất là đẹp nha. Căn nhà này nằm cách mặt tiền đường Quang Trung nó khoảng chừng 100m thôi. Khu này rất là yên tĩnh, nó như một khu nghỉ dưỡng của quận Gò Vấp vậy. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với quý hàng một căn này ha. Căn này có diện tích là ngang 5m, dài 21m. Đúc kiên cố một trệt ba lầu, sân thượng trước sau. Hướng của nó là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc nha. Một căn nhà có diện tích rất là rộng, ngang 5m, dài tới 21m. Nhà này thì có sân để xe hơi riêng luôn. Rồi, mình sẽ tiến vào phía này này. Phía trước thì mình sẽ có một lớp cổng nha. Lớp cổng này là lớp cổng sắt làm rất chắc chắn và kiên cố luôn. Rất là dày và chắc chắn nha. Bước vào phía trong này thì mình sẽ có một khoảng sân này. Khoảng sân này nó khoảng 6m. Mình để được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và khoảng 4-5 chiếc xe máy nha. Một khoảng sân rất là rộng luôn. Ở Gò Vấp thì chỉ còn 1-2 căn là có diện tích ngang 5m và 21m thôi. Nó rất là dài luôn và rất là rộng. Thiết kế rất là đẹp, rất là độc đáo. Khoảng sân này thì người ta đã ốp gạch. Gạch này là gạch nhám nha, màu đỏ. Chống trơn và chống trượt. Hai bên thì người ta cũng đã ốp cho mình gạch dán tường cao lên khoảng chừng 2m rồi. Rất là thông thoáng luôn. Ở khu vực này thì mai mốt người ta sẽ lập mái này, nhưng mà người ta sẽ lập theo yêu cầu của khách hàng. Thì nếu mình đã mua và sử dụng căn nhà này thì chủ nhà người ta sẽ lập mái cho mình ha. Rồi mình sẽ quay lên khu vực mặt tiền căn này một lần nữa ha. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, thiết kế theo một cách châu Âu năm 2017. Rồi phía bên tay phải này thì tay trái này mình sẽ có một cái cây này. Cây này tạo cho căn nhà mình thêm phần mát nha, rất là mát mẻ luôn. Căn nhà có cái mặt tiền thiết kế rất là đẹp. Nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Rồi mình sẽ tiến vào bên trong căn nhà này ha. Ở đây thì mình sẽ có hai cái tủ, một cái tủ bên phải và một cái tủ bên trái. Hai cái tủ này chức năng của nó là để giày dép ha, và để đồ dùng cá nhân, ví dụ như áo mưa. Phía trước này bước vào đây thì mình sẽ có một lớp cửa chính. Cửa chính này được làm chất liệu của căm xe, rất là dày và chắc chắn luôn. Rất là đẹp nha. Tất cả đồ gỗ trong căn nhà này đều sử dụng chất liệu gỗ căm xe, rất là đẹp và mới luôn. Độ bền cao, thẩm mỹ đẹp nha. Một trong những căn nhà đang hot nhất khu vực thị trường bất động sản quận Gò Vấp hiện nay. Mình đang tiến vào khu vực phòng khách của căn nhà này. Thì khu vực phòng khách này thì nó rất là rộng. Sàn của nó là sàn gạch bóng kính 80, màu sắc rất là đẹp và hài hòa. Hai bên thì người ta có ốp gạch tường lên chừng khoảng 1m nha. Phía trên thì người ta sẽ sử dụng hệ thống giấy dán tường với những bức tranh rất là đẹp. Bức tranh về biển ha. Người ta sẽ ốp gỗ cho mình ở khu vực này này. Màu sắc rất là đẹp luôn, một căn nhà rất là sử dụng rất là nhiều đồ gỗ. Còn bên tay trái này thì người ta là sử dụng giấy dán tường, hệ thống trần thạch cao. Rất là đẹp và bắt mắt luôn. Một trong những căn nhà rất là rộng nha. Ngang 5m, dài 21m. Nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 8, hẻm một trục 6m. Khu rất là an ninh nha. Khu biệt thự và toàn dân cao cấp ở thôi. Nó như một khu nghỉ dưỡng nằm trong trung tâm của nằm ngay giữa trung tâm của quận Gò Vấp ha. Mình sẽ xem lại khu vực phòng khách của căn này một lần nữa. Rồi ở đây thì mình xin nói là một cái giá bán rất là mềm mại thôi. Chỉ có 5 tỷ 840 triệu đồng thôi. Còn thương lượng cho quý hàng thiện chí ha.
Với một căn nhà ngang năm thì giá 5.840.000.000 đồng thì rất là mềm và rất là ưu đãi cho khách hàng của quận Gò Vấp hiện nay luôn. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và vừa mới hoàn thành vào tháng 8 năm 2017 nha. Hai bên đã được ốp gỗ và với những cái mảng giấy dán tường, những bức tranh rất là đẹp nha. Đây thì mình sẽ bước vào khu vực cầu thang. Khu vực cầu thang của căn nhà này thì người ta sử dụng chất liệu gỗ căm xe làm tay vịn. Phía dưới thì có mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly ha. Thiết kế rất là đẹp và rất là thoáng. Hệ thống cầu thang thiết kế theo cách mới năm 2017, thiết kế theo hình zig zag nha. Rồi mình sẽ tiến vào khu vực bếp căn nhà này. Đây là khu vực bếp này. Khu vực bếp này thì có một cái tủ bếp rất là bự luôn. Tủ bếp này được làm chất liệu gỗ căm xe nha. Màu sắc rất là mới, rất là đẹp luôn. Có hệ thống trần thạch cao này. Trần thạch cao với những cái đèn chùm rất là lóng lánh luôn. Ở đây người ta tạo những cái ô để là mình làm tủ rượu nha. Phía sau căn nhà này thì mình sẽ có một khoảng giếng trời và một cái vệ sinh. Vệ sinh sử dụng chung nha, mình sẽ tiến lại gần nó. Khoảng giếng trời này thì người ta đã ốp gạch cho mình rất là kỹ rồi. Khoảng giếng trời này rất là rộng để lấy sáng và lấy gió nha. Ở đây thì mình sẽ có một cái vệ sinh này. Cái vệ sinh này sử dụng chung. Rồi mình sẽ quay ngược ra phía ngoài. Một căn nhà rất là đẹp luôn, nằm ngay trung tâm của quận Gò Vấp. Cách mặt tiền đường khoảng chừng 100m thôi. Đường trước nhà là đường 6m, xe hơi xe tải ra vào rất là thoải mái luôn. Khu biệt thự đồng bộ rất là đẹp và rất là cao cấp luôn. Rồi mình sẽ bước lên khu vực lầu 1 để tham quan phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 nha. Rồi mình theo chân mình bước lên ha. Đây là phòng ngủ số 1 của căn nhà này, một phòng ngủ rất là rộng nha. Do căn nhà này diện tích ngang năm nên phòng ngủ nó thiết kế rất là rộng và rất là thoải mái luôn. Đã được trang bị màn rèm cửa, hệ thống trần thạch cao, có máy gạch lạnh gắn sẵn rồi, màn rèm cửa đã được trang bị sẵn rồi cho khách hàng nào sở hữu thì mình sẽ mua giường và mua máy lạnh về mình gắn là mình thể ở được. Rất là tuyệt vời luôn nha. Ngang 5m, dài 21m. Hướng của nó là hướng Tây Bắc. Rất phù hợp với những người hợp hướng Tây tứ trạch. Mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một cái tủ âm tường. Cái tủ âm tường này được làm bằng chất liệu căm xe luôn nha. Rồi mình sẽ xem khu vực vệ sinh. Vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Đây là khu vực phòng vệ sinh của căn nhà này. Khu vực phòng vệ sinh này thì người ta đã trang bị cho mình bồn tắm đứng, vòi tắm massage nước sử dụng thương hiệu cao cấp, thiết bị vệ sinh chủ yếu thương hiệu Toto nha. Toto loại 1 rất là cao cấp và rất là hiện đại luôn. Rồi mình sẽ bước qua khu vực phòng ngủ số 2. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 căn nhà này. Phòng ngủ số 2 này thì có thông ra giếng trời luôn, rất là thoáng và rất là sáng luôn. Với một lớp cửa chính thông ra giếng trời và một lớp cửa sổ đã được trang bị màn rèm cửa sẵn rồi. Hệ thống trần thạch cao rất là đẹp, sàn là sàn gạch bóng kính 60. Có vệ sinh phía trong, nội thất cao cấp luôn. Cửa vệ sinh cũng là cửa gỗ căm xe nha. Rồi mình sẽ bước lên lầu 2 để xem phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4. Đây là khu vực phòng ngủ số 3 này. Thì nó cũng giống như phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 thôi. Rất là rộng rãi và rất là thông thoáng luôn. Có tủ âm tường.
Làm bằng gỗ căm xe rất là đẹp nha, có vệ sinh trong, thử sử dụng thương hiệu nội thất cao cấp Toto. Rồi mình qua phòng ngủ số 4 nha. Phòng ngủ số 4. Rồi mình sẽ bước lên khu vực sân thượng và phòng thờ. Quý khách hàng quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ bên mình theo số điện thoại là 0918 178 647 hoặc là truy cập website của bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm nhiều mẫu mã nhà mới đẹp khác ở khu vực Gò Vấp, quận Tân Bình nha. Mình sẽ mở cửa bước ra khu vực sân thượng phía sau trước nha. Rất là mát luôn. Đây là khu vực sân thượng phía sau. Khu vực này đã được che chắn rất là kỹ rồi. Ở đây thì mình có phòng giặt này. Đây, một khu nhà lầu biệt thự rất là đồng bộ nha, rất là mới luôn, rất là đẹp. Đó, nhà lầu đồng bộ biệt thự nha, với những biệt thự vườn rất là rộng và rất là khác với những khu khác. Nó nằm trong khu biệt lập luôn, rất là yên tĩnh và rất là đồng bộ. Mình sẽ ra khu vực sân thượng phía trước vào phòng thờ. Đây là khu vực phòng thờ này. Ở đây thì có một cái phòng thờ rất là rộng luôn. Mình sẽ mở cửa bước qua khu vực sân thượng phía trước. Trời hôm nay rất là nắng nha. Đây, người ta chuẩn bị lập mái cho mình mái ngói nha. Mình xin nhắc lại giá bán của căn này là 5 tỷ 840 triệu đồng còn thương lượng ha. Cho một căn nhà phố có diện tích ngang 5m, dài 21m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Quý hàng hãy nhanh tay liên hệ cho bên mình ha, để đi xem căn nhà này, một căn nhà rất đẹp, nằm trong khu biệt thự đồng bộ rất là đẹp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.